Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, bị nén đẩy dịch dần xuống phía nam và đầy dần lên, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, nên nhiệt độ và độ ẩm các nơi ít thay đổi. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 26 đến 28 độ, độ ẩm dao động từ 66 đến 80%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, bị nén đẩy dịch dần xuống phía nam và đầy dần lên sau chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh, nên thời tiết ở các nơi trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, nên nhiệt độ các nơi giảm mạnh, độ ẩm tăng, trời chuyển rét. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 11 đến 14 độ. Bản tin xin được chuyển sang với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió chuyển đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió chuyển đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió chuyển đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 18 đến 23 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.